Thật bà, đâu sư tôn, con đau quá. Bà Thanh Lan đó giả vờ làm thế, sư tôn người phải báo thù cho con. Phá vợ ngươi cũng dám hành thích Bạch Thanh Lan. Bạch Thanh Lan biết ngươi chưa chết, hắn đã mặt ta cố ý bỏ qua cho ngươi. Sư tôn, ngươi đây là đừng động, ngươi còn dám tự ý hành động, bổn tọa sẽ chính tay thanh lý môn hộ. Nghe hiểu chưa? Đâu, biết rồi. Sư tôn, sau 1 tháng đến đại hội tiễn tông chủ. Khoảng thời gian này không cho phép ngươi làm hỏng danh dự điện chủ điện Am Quỳ ta. Sư tôn, cuối cùng ngươi cũng quyết định đi đi tranh rồi nhỉ? Bổn tọa muốn quý chìa của tháp Vi Ma. Cấm địa tông môn tháp Vi Ma. Còn quý chìa đó làm gì? Có cái tên tà ác chôn ít đồ trong tháp Vi Ma. Bổn tọa phải tìm ra xem thử trong lòng hắn chứa chuyện dơ bẩn gì. Linh Âm, lúc này á má đầu đó chắc đã được báo ứng rồi. Theo ta nói, chúng ta nên đốt pháo chúc mừng mới phải. Ma đầu, sư tôn nhất định đã chết, tội nghiệp cũng đã tan biến, không được bôi nhọ mỹ. Hả? Hỏi chúng ta cùng Tân Nhi đi lập cái mộ cho hắn. Hắn sẽ không muốn gặp ta đâu. Bất luận khi còn sống hay đã chết, trong lòng hắn ta cũng không là gì. Linh Âm, Nhi sư tỷ, Tân Nhi, muội đến rồi. Mà đâu đó thủy thôn của hắn giờ thế nào? Nhi sư tỷ, sư tôn nói người nhớ tỷ rồi. Nhi sư tỷ, điều nên nói Tinh Nhi đã nói rồi, hắn chưa chết, còn hoàn hảo ứng phó với thủ đoạn của tiêu thần. Nhị sư tỷ sao vậy? Tính như muội hồ đồ, sư tỷ muội sớm đã bị ma đầu đó dùng dùng cổ. Im miệng, Hồng Y, đừng có nói nữa. Tính nhi người đó tìm ta có việc gì? Hắn biết ta là kẻ chủ mưu hành thích hắn, muốn ta đi chết. Không không không, mối không hề nhắc đến nhị sư tỷ với sư tôn. Sư tôn chỉ mời nhị sư tỷ và U La Điện cùng ăn cơm, còn nói muốn đỡ nhị sư tỷ nếm thử tài nghệ của người. Cái gì? Linh Năm, có đừng đi. Không, ta nhất định phải đi. Sư tôn định dụ dỗ ta như dụ dỗ tiểu sư muội sao? Có chừng cũng quá xem thường Linh Năm rồi. Từ lúc ta biết thật sự thật có đạo ở trong cơ thể kiếp này, ta không thể nào tin hắn nữa. Tuyệt đối không thể nào.
Nhĩ sư tỷ, sư tôn chờ tỷ ở trong đó. Thật là ngưỡng mộ sư tỷ, có thể ở chung phòng với sư tôn. Chuyện đến nay ta không thể lui nữa. Ta còn có lý do nhất định phải gặp hắn. Tả hộ pháp Tổng Đàm đảm đời Lê Năm bói kiến Bạch Điện Chủ. Bạch Điện Chủ, người thật khiến vi sư chạnh lòng Lê Năm. Bổn tôn biết ngươi có việc cầu xin ta, nhờ ngươi không cần sự giúp đỡ của bổn tôn. Mấy năm nay ngươi luôn vạch rõ ranh giới với bổn tôn, giờ lại đến xin gặp bổn tôn. Ngươi không có chút tôn trọng nào đối với bổn tôn. Thậm chí ngươi không bằng lòng gọi ta một tiếng sư tôn. Sư tôn, là lúc thể hiện hiếu thảo của ngươi rồi. Đi tắm với vi sư đi. Tầng hầm tầng hai hiếp trụ yển tiên trì. Bước vào trong hồ sẽ bị chặn hết pháp lực toàn thôn, tạm thời không khác gì là người phàm cả. Không ảnh hưởng cơ thể và thể chất tiên thiền. Kiểm tra cơ thể của ta là chuyện hắn phải làm. Vì Hồng Y Hộ tạm thời tuân theo hắc ma này đi. Không hay. Không lẽ ma đầu này muốn... Sao? Sư tôn cũng đỡ phòng. Sư tôn, người mà Thanh Lân luôn muốn biến ta thành con rối, chỉ là thời cơ thể trưởng thành chưa đến thôi. Ngày thường hắn đều dùng pháp khí thước thiên nghiên kiểm tra, hôm nay sao lại trực tiếp chạm vào cơ thể của ta? Rõ ràng là hắn cứu ta từ trong ma khu của Tà Cực Tông ra, cho ta một ngôi nhà. Kết quả chẳng qua là mâu tính đã lâu, cuối cùng cũng đến đồi ta rồi sao? Linh Âm, sư tôn cho con xem một bảo bối. Đó là... Dám hỏi sư tôn, người đàn bà này là ai? Sao lại giống y như con? Năm đó bổn tôn có con tự ở trong vả khu ra, mới nhờ tông chủ Hợp Hôn Tông cơ Thái Mỹ. Vì cơ tông chủ đó tuy nói là từ hùng khó phân tác, phong tà Mỹ, là người thâm minh đại nghĩa. Nhưng cơ tông chủ Băng Long liên thủ với ta cứu con, nhiều nhất vẫn là vì lợi ích. Con có một loại thể chất rất đặc biệt, cơ Thái Mỹ muốn đem con làm lò đỉnh. Thứ mà giờ con nhìn thấy là một chị gái con rối tiên thiên ớt mộc làm ra, con rối mộc tinh. Nó là vợt sao chép của con tiêu hao 10 năm làm bọc bồi thường thay cho lò đỉnh cho cơ Thái Mỹ.
Sự thật nghiên ta hết nè. Thật ra là bà Thanh Lan muốn dùng đám đài linh âm trao đổi bí bảo với cơ thái mỹ. Nhưng chỉ cần ta không tặng bổn thở của linh âm ra, chỉ thay đổi cửa thì không có sơ hở. Cho nên mấy năm nay sư tôn định kỳ kiểm tra cơ thể của con, đều là vì nhanh chóng làm ra con rối này tặng cho cơ thái mỹ. Ủy khước con rồi, linh âm. Làm vậy mới có thể bảo vệ được con, cũng không làm trái lời hứa của bổn tôn. Sư tôn, con không được, mình không thể tin đó, không bị lừa như tiểu sư muội. Vẫn khiến phổ tâm cổ trong cơ thể của ta to vẫn ở trên bụng của sư tỷ, giải thích thế nào? Sư tôn, lễ nam cảm ơn người nói con biết những chuyện này, nhưng sư tôn, không, đừng mà. Ta là đồ nhi của người. Nếu người làm lỗi chuyện này á, Lễ Nam nhất định sẽ hận người cả đời. Tốt, cảm giác kỳ lạ quá. Sư tôn đại nhân. Không, đừng. Vẫn kiến phở tâm cổ của con đã thông qua hình thức máu độc thải ra rồi. Không đúng, thật là vẫn kiến thủ tâm cổ. Cổ này có tác dụng hỗ trợ thủ tâm. Nếu có tên nào nhìn ngó thở chất của con, cổ trùng sử dụng cái đầu vô hại nhắc nhở con tránh ra. Nếu con thật sự bị xâm phạm, còn giải phóng ra pháp lực thần thông bảo toàn con. Không ngờ con lại qua lại mật thiết với tiêu thần đó như vậy, hoàn toàn không hiểu dụng tâm của vi sư. Còn xem vi sư muốn hại con, không phân biệt được ai mới là người thật sự muốn hại con. Gái lớn không giữ được. Bây giờ như ý nghĩa của con có thể không chút do dự mà rời đi rồi. Chúc mừng quý chủ thành công phát tán đại ái. Nhận được tích điểm 5.000 điểm, số dư hiện tại 5.000 điểm. Thông qua thực tiễn, thực so bóp cấp thần nên đang đến cực đến hạn mức level 99. Nhị sư tỷ, người muốn vờ rồi sao? Sư tôn lấy hai trái ma la quả cho tỷ, nói lúc nhỏ tỷ thích vật này nhớ. Sư tôn còn nói trong đại hội tuyển cử tông trụ quốc luận lập trường của tỷ là gì, sư tôn cũng song hành với tỷ. Thật kỳ lạ, rõ ràng vị sư tỷ ở chung với sư tôn lâu như vậy, tại sao cuối cùng sư tôn còn mũi truyền những cái lời này với tỷ? Sư tôn đại nhân, chuyện dỗ kiến như là bưng nhiều năm nay, nay lại nói hết ra, thời cơ quá là trùng hợp. Linh Nam không hiểu cũng không cách nào mà tin hắn. Nhưng đây không phải là lỗi của sư tôn, là lỗi của Linh Nam, xin hãy cho Linh Nam thêm chút thời gian. Linh Nam rồi cũng sẽ vừa đến bên cạnh người, như là tinh nhi vậy hầu hạ bên cạnh người. Chúc mừng cái chủ thành công phát tán đại ái, nhận được tích điểm 2.000 điểm, số dư hiện tại 7.000 điểm. Thương Minh Tông, Hắc Nghiệt Đường. Mở Thanh Lan, bốn đường chủ tuy là chưa từng gặp ngươi, nhờ ngươi ăn hiếp linh âm tỷ tỷ như vậy, nhất định vừa già vừa xấu vô cùng ghê tởm.
Diệp Hồng Y và đám đại linh âm ta không có duyên phận huyết mạch, lại có tình chị em. Bọn ta kết ấn kính hoa, lên hồn có thở, có cùng cảm nhận với đối phương mọi lúc mọi nơi. Linh năm vừa đi gặp ma đầu đó, cơ thể của ta đã trở nên kỳ lạ như vậy. Chị Linh Nam, giờ chị đang ở đâu? Ma đầu đó lại làm gì chị? Diệp Hồng Y, ta thừa. Nhất định phanh thay Bạch Thanh Lăng ngươi. Hồng Y à, còn có đó không? Âm thanh này là ông ông sao vậy? Sao trở nên tỳ tỳ quá đi? Thượng Minh lão tổ Diệp Thái Huyền. Hồ Mì, cô nghe cho kỹ đây. Ông đại hạn sắp đến, từ nay về sau không thể bảo vợ con nữa. Đại hạn sắp đến, chuẩn bị xong chưa tiểu Hồng Ý? Chuẩn bị ngồi lên vị trí tông chủ. Hồng Ý, nghe ông vậy. Lần này ông mở đại hội tuyển chọn tông chủ, chứ không phải lợi dụng quyền lực trực tiếp truyền ngôi cho con. Bởi vì chỉ khi con tự đi tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực quan trọng trong tông, mới có thể trấn phục cả Thương Minh Tông. Ông hỏi con trong tứ đại điện chủ vị nào con dở lôi kéo nhất? Đương nhiên là Tu La điện chủ Nhậm Thiên Phàm. Hắn là thúc thúc ruột của Hồng Uy, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Không hẳn. Nhậm điện chủ yếu ớt, thiếu quyết đủ, gặp lỗi nhỏ thì quên nghĩa, làm việc lớn mà tiếc thân. Vả lại chuyện lớn đều do phu nhân làm chủ, một ánh mắt đã khiến hắn không dám chi viện con. Vậy mãnh hổ đại nhân của La Sát Điện, ông thấy sao? Thế lực La Sát Điện mạnh nhất đỡ tối nhiều không đếm xỉa, còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Hắn tích cực làm việc vì tông môn, hiểu kính các trưởng lão là vì cái gì? Người này có giả tâm, hắn sẽ không phục ta. Nếu vậy thì chỉ còn lại vì thánh cô thần bí đó của âm quỳ điện rồi. Không được, cô ta không giúp được con. Với ánh mắt của ông, vị hô điện chủ này có mưu đồ khác, cô không nắm được. Ba vị trong tứ đại điện chủ đều không thể giúp con. Chẳng lẽ ý của ông là theo như di nguyện của cha con nên kết thành đạo lữ với điện chủ U La Điện Bạch Thanh Lăng? Vợ chồng chung tay tùng tráng bổn tu. Cái gì? Đạo lữ phu thứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Mở đầu này là sư tôn của Linh Âm. Nếu ta gả cho hắn, vậy Linh Âm nên gọi là gì? Sư nương. Không, Hồng Diệp tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Bẩm báo chủ nhân. Hôm nay lớp tên Nhi đưa Linh Âm sư tỷ trở về tổng đàn, nhìn thấy gì?
Tịnh Nhi thấy đón vượt nhiều ma đạo tản tu bay về phía của La Sát Điện. Đây trời có hơn ngàn người. Tịnh Nhi còn nghe nói Ám Quy Điện trước giờ khiêm tốn cũng đang triệu hoán thủ lĩnh thế lực Hồn Ngoại Tông. Thượng Minh Tông sắp biến thiên rồi. Chủ nhân, trước giờ không thích can thiệp chuyện của tông môn, người sẽ có dự tính gì? Không sao. Ta sẽ ra tay. Chủ nhân thật là bá đạo. Qua kiểm tra lần trước, Tinh Nhi đã tuyệt đối trung thành với ta rồi. Lộ trò cho chủ nô này làm tổn hại nhân cách Tinh Nhi vẫn nên dừng lại đúng lúc. Tinh Nhi, từ nay về sau, hãy ta hồi phục quan hệ sư đồ bình thường. Bất luận trường hợp gì cũng đều gọi một tiếng sư tôn. Ê, tại sao thân phận nô tỳ là đặc điểm riêng của Tinh Nhi? Chủ nhân không yêu Tinh Nhi nữa, không bằng lòng dạy dỗ Tinh Nhi, muốn xa lánh cho ba Tinh Nhi. Ta bổn tôn không phủ định thân phận của ngươi, chỉ là lỗi quan hệ thân phận nên có sự phát triển biến hóa. Nói chung Tinh Nhi vẫn là nô tỳ trung thành của chủ nhân đúng không? Chủ nhân chỉ muốn đổi cách xưng hô thôi. Tên của Tinh Nhi có chữ Tinh, lại có nô tỳ của chủ nhân, chỉ bằng gọi Tinh Nô đi. Từ nay về sau, Tinh Nhi là Tinh Nô giúp chủ nhân giải quyết mọi chuyện cần thiết.